Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chuyện Làng Quê. Mời các bạn nghe tản văn Tiếng Gà Trong Phố Mới của tác giả Ngọc Nguyễn qua giọng đọc Hải Ngô. Sáng mồng một, tiếng gà cất lên báo sáng. Tiếng gáy chỉ đủ vọng vào từng căn nhà, lướt nhẹ từng con ngõ. Tiếng gáy gọi một ngày mai của hy vọng và chờ đợi trở lại mà sao day dứt trở chăn. Mở cửa bước ra, trời không còn phơ phất bảng lạc làn sương mỏng, chỉ có chút gió se se lạnh. Đưa tay kéo cổ áo, hòa vào xuân, đi giữa sớm mai của ngày đầu năm, lặng nghe trong cỏ cây hoa lá đầm làn hương trầm từ các căn nhà ủa ra. Phố mới ngủ yên trong tiếng gà báo sáng. Lại nhớ đã rất xa rồi, vào những năm 1376, Vương phi Nguyễn Thị Bích Châu, dân vua Trần Duệ Tông minh kê thập sách về cách trị nước. Tiếng gà báo sáng về 10 cách giữ nước của bà, nhà vua đã phớt lờ không nghe, để đến mức dân lầm than, đất nước lâm vào suy vong. Bản thân Trần Duệ Tông cũng vì sự phớt lờ lời nữ nhi thường tình, chúng tên độc kẻ thù mà chết. Lời cảnh báo của ái phi chẳng đủ để đánh thức sự lú lẫn của kẻ hôn quân. Minh kê thập sách vẫn là lấy sự yên bình của dân làm trọng, coi giữ sâu gốc bền rẽ là cốt lõi của chế độ. Lấy dân làm gốc mãi mãi là chân lý của sự trường tồn. Lịch sử là dòng chảy luôn hướng về phía trước, bỏ lại phía sau tất cả những đình đài cung tầm. Chỉ những gì là giá trị đích thực của con người vẫn sống mãi với non sông. Lại nhớ ngày 17 tháng 2 năm 1979, tức ngày 21 tháng 1 năm Kỷ Mùi, khi tiếng xuân còn thầm thì trong mắt lá, thì tiếng súng chống quân xâm lược nổ ra trên tất cả 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Tiếng súng nổ ra đúng lúc tiếng gà báo sáng, khi cái giá lạnh còn vo tròn phiến lá, sương còn đặc quánh trên sườn núi, đỉnh đèo, câu môi hở răng lạnh còn bám đầu môi. Tiếng xuân chưa tròn, đã có biết bao người lính tuổi 18, đôi mươi ở lại với núi cao, đất mẹ, dần già. Con suối nghẹn lòng, dòng sông nghẹn nước. Nước mắt không thể làm sạch vết ố của niềm tin, vết hoen của lịch sử. Lời cảnh tỉnh của 4.000 năm không đủ để lý trí hết u tối, từ quá khứ lịch sử cho sáng xuân này, thôi nước mắt rơi. Tiếng gà chìm vào lòng dân, lòng nước. Bước từng bước chậm chạp cùng xuân, lắng nghe tiếng gà xưa, gà nay vọng lại. Lắng nghe âm thanh của đất trời sáng đầu xuân, tiếng gà báo sáng xuân nay sao như nghẹn giữa chừng. Tiếng gáy chẳng đủ ngân, không hòa vào tiếng xuân, chung âm thanh của đất trời mà cứ ngắt quãng. Đất ra từng nhịp, rơi từng tiếng xuống nền đất cằn khô, nơi dự án trực chờ. Tiếng gà phố mới, nơi thành phố mở rộng, nơi một thời ruộng mật bờ xôi cũng chẳng đủ để ấm lên giữa sắc xuân. Tiếng gà có đủ làm thức tỉnh một bình minh, đánh thức cả một thời gian dài cùng giấc ngủ mê muội hư tưởng. Mong lắm tiếng gà xuân này đánh thức được nhân gian, vọng đến muôn nhà về một mùa xuân đang đón đợi một bình minh. Các bạn vừa nghe xong tản văn Tiếng Gà Trong Phố Mới của tác giả Ngọc Nguyễn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.